Chào các bạn, đây các bạn nhìn thấy trên tay của mình có ba cái dụng cụ rất là quen thuộc trong cái đời sống chúng ta. Như các bạn biết, đây là thứ nhất là đây là hai cái đôi đũa, đây là hai cái thanh đũa, đây đũa. Cái đũa này thì nó làm bằng cái chất liệu là inox. Thì chúng ta có thể là mua ở bất kỳ cái siêu thị nào cũng có đũa này. Thì như các bạn biết thì cái đũa này thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn cách làm như thế nào và cái công dụng nó như làm sao. Như các bạn biết ấy, những cái cây bonsai của nước ngoài ấy, thì họ trồng trong cái chậu nhỏ. Đó. Thì cái để mà cái dụng cụ họ nhồi, tức là họ nhồi này này các bạn, họ nhồi những cái giá thể, tức là cái chất trồng ấy, thì chính là sử dụng họ dùng cái đũa. Thì chúng ta hay nhìn những cái video họ làm, đó chính là những cái mà vật dụng họ sưu tầm hoặc là họ mua. Thì với chúng ta có thể mua bất kỳ siêu thị nào ở Việt Nam cũng đều có những cái đũa này, đây gọi là đũa inox. Thì cái đặc điểm của nó rất là sạch sẽ và nhìn nó đâu đến nỗi, đúng các bạn. Đó, đây là cái đũa này, các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, để làm gì? Để nhồi. Chúng ta cái chậu mini nhỏ ấy, những cái chậu bonsai nhỏ ấy, thì chúng ta có thể cắm một cái lỗ này xuống rồi ta bỏ phân qua cái lỗ đấy. Thì nhiều những cái bài chia sẻ của các nghệ nhân, ví dụ là nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh ạ, anh đã chia sẻ là cái bài viết là anh cắm một cái, ví dụ cắm một cái vật như cái đũa chẳng hạn, thì anh nhồi cái phần qua cái khe cắm đó. Thì đây là một cái công dụng, công cụ mà chúng ta làm cho bonsai chúng ta trong công việc của chúng ta hàng ngày đó. Cái thứ hai nữa là cái mình giới thiệu các bạn là trên tay mình đây là một cái kéo. Những kéo này các bạn đã biết đấy, thì mình cái này thì mình mua, cái này sản xuất ở bên Pakistan đó. Các bạn nhìn thì cảm giác các bạn thì rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ, như là một cái kéo Nhật. Nhưng với đây nó những cái lưỡi mở nó như vậy, mình sẽ mở hết cỡ thì các bạn xem đây đó. Thì chúng ta có thể với cái kéo này thì chúng ta có thể cắt được những cái nách lá rất là nhỏ ở một cây bonsai đó. Như để vật dụng như cái kéo này thì các bạn có thể mua được trên thị trường, ở những cái siêu thị bán những cái đồ về thiết bị y tế đó, về ngành dược, tức là về những cái nhà thuốc ấy, thì chúng ta hỏi thì thậm chí người ta cũng có đó. Trên thị trường Việt Nam thì chúng ta để sưu tầm những cái này thì thực sự là không khó lắm đâu các bạn ạ, cũng dễ thôi. Thì đó là mình giới thiệu với các bạn là như vậy. Thì nó rất là sáng, đã nhìn sáng, trông nó cũng rất là chuyên nghiệp đấy. Đối với các bạn mà sinh viên hoặc là các bạn mà chưa có điều kiện về kinh tế thì các bạn có thể sưu tầm cho mình những cái đồ nó rất là rẻ tiền và nó hợp túi tiền như vậy, thì chúng ta cũng có thể là nó cảm giác nó đã chuyên nghiệp rồi đó, đúng không ạ. Thì thay vì chúng ta dùng những cái kéo nó bẩn quá hoặc là nó màu nó không đẹp, thì đây là một cái phương pháp chúng ta có thể tiết kiệm về kinh tế đó. Đấy là cái vật dụng thứ hai. Cái thứ ba thì các bạn đã biết đấy, ở những cái video hôm trước ấy, thì mình đã hứa với các bạn là mình sẽ giới thiệu về cái nhíp. Mình đã chia sẻ trước là cái phương pháp mà dùng mình dùng nhíp để nhổ những cái rễ ở trong những cái chậu bonsai nhỏ đó. Thì các nghệ nhân ở bên nước ngoài các bạn biết đấy, thì họ có cái nhíp như này. Các bạn nhìn thấy rõ thì mình để sát đây nhé, để các bạn xem đó. Nó nhìn nó rất là sáng sủa, sạch sẽ. Cái này thì các bạn biết thì nó cái sản xuất thì cũng ở Pakistan đó. Thì chất liệu của nó chính cũng là inox. Tức là inox thì cái loại này nó chịu nhiệt tốt, nó không bị rỉ, mà công dụng thì nó cũng khá là ok. Thế như các bạn biết thì bản thân cái nhíp này thì không phải dùng cho bonsai chuyên nghiệp, mà đây cái nhíp này chính là dùng dụng cụ ở phòng mổ. Họ mổ, họ kẹp, ví dụ như cái vết khâu này, họ khâu luồn xong rồi họ kéo cái kim ra. Thì đây là cái công cụ để họ kéo. Nhưng mà khi mà chúng ta chơi cây cảnh, chơi bonsai thì chúng ta lại cái sáng tạo của chúng ta phải luôn luôn đặt hàng đầu. Thì đối với mình thì mình hay sáng tạo, mình hay phải mình tự mày mò ra, mình nghĩ những cái phương pháp này, mình nghĩ những cái dụng cụ này có thể là thiết thực trong cái vấn đề chúng ta chơi cây cảnh, chơi bonsai. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể giảm chi phí này,
và có thể sưu tầm cho những cái vật dụng như này trong đời sống chúng ta. Thì đây là một số những cái chia sẻ của mình, đây là chia sẻ thật lòng của mình, và mình tin rằng các bạn, nhiều các bạn không để ý việc này, nhưng mà mình đã sử dụng và mình đã sưu tầm những vật dụng như này thì cũng rất là lâu rồi chứ không phải là mới đây. Thì trong cuộc sống chúng ta cũng nên, mình đã nói rất nhiều là cũng nên tận dụng bằng hết những cái gì đã sẵn có. Bởi vì thực tế mà nói thì mua những vật dụng này như các bạn biết thì nó rất là dễ. Chúng ta có thể mua ở những cái hiệu thuốc lớn này, ở những cái ở Hà Nội thì chúng ta có thể là mua là gì? Mua ở Phương Mai này, đấy, ra gần bệnh viện Bạch Mai ấy, họ bán rất là nhiều. Chúng ta có thể tham khảo ở đấy. Đó, như các bạn biết ở bên Nhật họ làm đây. Đó, họ cầm này, họ nhổ dễ, thực sự là quá là ok các bạn ạ. Các bạn nhìn đây, mình để sát đây. Đó. Có gì đâu, rất đơn giản thôi mà. Đó. Nó cũng như là hàng của các nước phát triển rồi. Tại vì đây cũng nhập từ Pakistan. Đó. Rất là giản đơn. Chúng ta có thể tận dụng bằng hết những cái mà trong đời thường chúng ta hay bỏ quên, tức là hay mình không lưu tâm đến nó. Thì đấy là một cái sự lãng phí. Các bạn ạ, các bạn có thể, đây là kinh nghiệm của mình muốn truyền đạt cho các bạn. Các bạn mà trẻ hoặc là các bạn mà còn đang tìm hiểu về cái môn nghệ thuật này, môn bonsai cây cảnh này. Đó. Chúng ta có thể mua bất kỳ những cái dụng cụ này ở những siêu thị, rồi là những cái nơi mà bán vật dụng y tế. Còn thưa với các bạn, còn rất nhiều những dụng cụ khác mình muốn chia sẻ ở những cái video lần sau. Còn rất nhiều các loại khác. Tức là trong y tế thì các bạn biết là những cái dụng cụ mà phục vụ cho phòng mổ, trong phòng cấp cứu, hoặc là tóm lại là rất nhiều những đồ mà chúng ta có thể nhìn thấy được để biến thể nó thành một cái món đồ để cho chúng ta chơi cây cảnh, chơi bonsai. Nó như một cái nhà chuyên nghiệp vậy. Đó. Thì vấn đề bảo quản chúng ta, mình cũng nói rất là nhiều ở video trước, là cái vấn đề ta dùng đồ tốt hay dùng đồ không tốt, hoặc là những cái đồ mà nó chất lượng nó tầm trung chẳng hạn, thì cái vấn đề chúng ta bảo quản nó, chúng ta vận hành nó như thế nào, thì cái điều đó rất là quan trọng. Chúng ta mua một đồ tốt mà chúng ta không biết bảo quản nó thì nó cũng rất nhanh hỏng. Ngược lại, chúng ta có những cái đồ nó không phải là cái thương hiệu lớn nhưng mà nó giúp ích cho chúng ta, thì chúng ta bảo quản nó tốt thì nó sẽ tồn tại, nó bền mãi lâu thôi. Thì đó là, đây là ba cái dụng cụ mà mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy. Thì cũng rất là cảm ơn các bạn. Chúc các bạn là chịu khó sưu tầm, chịu khó làm biến thể và sưu tầm cho mình. Tức là tìm mọi cách, chúng ta phải sáng tạo lên những cái cách mà trong cuộc sống này. Đó, thì biến đó là những cái dụng cụ có ích, dụng cụ tuyệt vời để cho chúng ta chơi cái cảnh. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn. Ở những video lần sau, mình sẽ chia sẻ nhiều những cái vật dụng, đồ chơi cho chúng ta. Đó, xin chào hẹn lại các bạn. Nếu các bạn mà thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký, subscribe ấy, để nhận được cái video mới nhất từ cái kênh Bonsai Channel của mình. Thân ái, hẹn gặp lại các bạn.